Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video để cho bác Phan Thanh Tuấn ở Nha Trang Khánh Hòa hiểu về cái Facebook của mình. Thì tiện thể Tùng Nguyễn làm video lên cái cấu hình bát 25 Martin và tép leo. Cấu hình là bác Phan Thanh Tuấn ở Nha Trang Khánh Hòa là lấy hai cặp bát Martin và một cặp tép leo để đánh full đôi, hai bát một chép, và một bác nữa ở Hải Phòng là lấy một đôi bát Martin. Thì bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm để cho anh em nào cần đến sản phẩm nào thì alo cho Tùng Nguyễn. Cấu hình của con bát 25 Martin này là bác ấy về đánh full đôi, hai bát một chép kèn. Hai bát một chép kèn. Và cấu hình màng của nó đây các bác nhé. Màng của nó màng đen mờ, gân vải tẩm dầu. Đấy, dòng Martin này thì nó thiện về lời ca. Tiếng của nó rất là bay và sáng tiếng. Từ 170 côn 63 xương nhôm đúc. Từ 170 côn 63 xương nhôm đúc. Côn con này là côn 63 anh em nhá. Kẹp tê kẹp lỗ đều là màu đen. Đấy, dòng này thiện về lời ca. Màng của nó rất là đẹp anh em nhá, màng rất đẹp. Và cấu hình củ từ thì các bác từ 170 côn 63. Bát 25 Tùng Nguyễn khuyên các bác chỉ nên chơi cái từ 170 thôi. Đấy, rất nhiều các cái, bây giờ cũng xuất hiện ra rất nhiều các cái mẫu bát 25 từ 19. Có rất nhiều nhưng Tùng Nguyễn không nhập. Đấy. Có rất nhiều nhưng Tùng Nguyễn không nhập, Tùng Nguyễn chỉ nhập bát 25 từ 170 để cho anh em chơi với cái giá vừa phải và chất âm nó rất là đạt. Còn bát 25 mà từ 19 nó không thể phát huy được hết tất cả cái công suất từ của nó. Xương của nó là xương nhôm đúc sần anh em nhé. Và con thưa với bác Phan Thanh Tuấn là cái phễu của nó là phễu này là phễu của Martin F10. Phễu của nó rất là dày dặn nhá. Phễu bát ốc và kích thước của nó chiều ngang, chiều dọc nó là vuông 16 16. Đấy, vuông chiều nào cũng là 16, thế nên là bác chỉ khoét thùng tầm 10, khoét lỗ tép được tầm 13 thôi nhá. Khoét lỗ tép 13 để còn mình dư ra để mình bắt ốc nhá. Đấy, còn đây là củ tép neo. Củ tép neo thì nó là thuộc dòng BNCD 160-8. Thì dòng này là cốc nhôm, cốc nhôm bắt ốc. Đấy, bắt ốc thì mình sẽ bắt thẳng vào cái phễu này luôn, chỉ có kích thước phễu là 16 x 16 là vuông. Bắt ốc và dòng này là dòng kẹp nha anh em nhé. Riêng cái thằng tép neo mà từ 80 cho 14 phải dòng kẹp này mới là dòng chuẩn anh em nhé. Nó dòng chậm nhún, nhún thì nó không chuẩn được như cái dòng kẹp này. Dòng kẹp này mới là dòng chuẩn. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin khép lại video ở đây. Các bác nào có nhu cầu đến các dòng combo thì liên hệ cho Tùng Nguyễn và Tùng Nguyễn sẽ làm video cho anh em xem. Và Tùng Nguyễn sẽ khép lại video ở đây. Bác Phạm Văn Thành là rất yên tâm. Và một bác nữa thì hôm nay cũng đi cùng một đôi bác là Martin. Thì Tùng Nguyễn phải dở sổ ra, Tùng Nguyễn phải nhớ tên. Chủ yếu hôm nay Tùng Nguyễn làm một video này cho bác Phạm Văn Thành ở Nha Trang, Khánh Hòa. Đấy, Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Bác có nhu cầu thì liên hệ cho Tùng Nguyễn và Tùng Nguyễn báo giá luôn. Cái mẫu củ tép neo từ 80 của 14 kia là 1.600.000. Một đôi bát neo Martin này là 1.200.000. Đấy. Tùng Nguyễn xin khép lại video và chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ Tùng Nguyễn.